Năng ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ khả năng ô tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với quốc lộ 10. Số điện thoại của em là 0326062789. Số Zalo là 0936405926 nhé. Ngày hôm nay khả năng ô tô sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe form dáng cực rất là đẹp mà giá rất là rẻ thôi. Chỉ 198 triệu đồng bao rút hồ sơ. Em đã giảm giá 10 triệu cho anh em. Vậy thì anh chị em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền dưới 200 triệu đồng, anh em liên hệ em số điện thoại 0326062789 để giữ ngay chiếc Hyundai Elantra 1.6 đời 2009. Tên công ty biển Hà Nội anh em nhé, sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Đấy, anh em nhìn này, một chiếc xe màu bạc sơn xi căng bóng. Đấy, màu bạc xin zin theo xe nhé. Dòng xe Hyundai Elantra này thì em biết rồi. Nó là phân khúc cao cấp hơn Hyundai Hyundai i10, Hyundai kiểu Verla các thứ không thể ăn được Elantra được. Accent, Accent không ăn được Elantra được. Đó, về cái độ chiều dài cơ sở của nó rất là nó rộng hơn một chút, dài hơn một chút cho mấy những chiếc xe như Vios hay là Verla hay là mấy con kiểu dạng như là Gentra thì không thể ăn nó được nhá. Máy gầm cực chất luôn. Điều hòa mát, nội thất tươi nguyên bản theo xe. Đấy, em sẽ cùng review chi tiết cái chiếc xe này cho mọi người. Thì hôm nọ em có làm video ngắn về nó rồi. Hôm nay em làm video lại, vừa đăng kiểm xong tháng 3 năm 21. Đấy thì em đang quay lên luôn cho anh em. Có cái biển số nó hơi bẩn cái phần meca, em sẽ bóc cái biển số ra, nó mới cứng luôn, làm chiếc xe nó đẹp hơn bao nhiêu phần luôn anh em nhé. Về cái độ form dáng của nó thì anh em nhìn cái chiều dài cơ sở mấy cái kiểu dáng hình uốn lượn của nó ấy. Đấy, nó nhìn rất là đẹp và rộng rãi. Cam kết các bác là không có đâm đụng nặng mà ngập nước nhá. Đó, còn cái phần ba chốc trước sau thì nó sẽ có những cái phần quẹt nhất định thì bên em đã tút tát sơn rất là đẹp rồi. Kìa. Cái chỗ mà sẽ chọc vào trong video anh em nhìn thấy không? Đấy, anh em nhìn thấy chỗ này nhá. Vào trong video thì nó nhìn nó kiểu lõm lõm, nhưng đây em quay cho anh em cùng ngắm này. Nhiều bác xem video cứ bảo con này bị đâm ở đây. Đây anh em nhìn đây, không hề đâm nhá anh em nhá. Nó là form dáng của nó như thế. Đấy, nhiều bác cứ quay từ xa nhìn nó có bong bóng anh em bảo là bị đâm, không phải. Nguyên zin theo xe nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Bên này cũng vậy này. Nhiều bác là con này bị đâm rồi, không phải đâu. Đó. Quay nó võng nó sẽ tạo thành cái vết gấp ở đấy. Nhiều anh em cứ nhìn vào đấy bảo là chỗ này bị đâm. Không phải, bên này như thế này. Đấy, chỗ này này, đó. Nên là em cam kết với các bác là chiếc này không có đâm đụng nặng mà ngầm nước nhá. Tình trạng xe là xe này thì đã qua dịch vụ. Qua dịch vụ là cái chắc rồi. Dòng xe đôi trăm triệu thì em báo luôn là chiếc này đã qua dịch vụ nhá. Đó. Không có ngần ngại nói luôn cho mọi người. Về form dáng này anh em nhìn này, cực kỳ yêu luôn. Máy gầm chất điều hòa mát, động cơ 1.6. Con này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ rơi vào khuôn 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 km thôi. 6 lít rưỡi thôi anh em ạ. Hyundai cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đèn đóm đằng sau rất là đẹp, nhìn cái form đằng sau cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn quay này. Đó, nhìn nó rất là thể thao và đẹp. Anh em thích thì về dán thêm bộ tem, không thích thì thôi cứ để yên màu này mà chạy nhá. Anh khách người Nam Định đã mua một chiếc Hyundai bên em về chạy không có một tiếng kêu gì luôn. Và không bao giờ thấy phàn nàn về chất lượng xe cả anh ạ. Thì cam kết với các anh em là chất lượng xe này thì anh em về chỉ việc chạy thôi. Giảm giá kịch sàn đón mùa Covid của anh khả năng ô tô thì em giảm giá 10 triệu cho anh em nào lấy chiếc xe này. Đang bán 208, nay còn 198 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đấy. Vậy thì anh chị em có bác nào thấy chiếc này nó vừa vừa khuôn tiền dưới 200 mà được xe sedan 5 chỗ 2 đầu đẹp đẹp rộng đến từ thương hiệu nhà Hàn Quốc thì anh em liên hệ em số điện thoại 0326062789. Khả năng ô tô uy tín trách nhiệm tạo thành công. Em luôn luôn nói thật với những lời nói trên video của mình thì em xin cam kết là nói chuẩn luôn. Không có nói dối anh khách hàng anh em nhé. Đó, về form dáng thì anh em nhìn đi, không hề có một gân gờ nào mà nó bị gấp cả. Đấy. Rất là mượt theo cái đường cong uốn lượn này, đấy, uốn lượn này. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn cái form dáng nó cực kỳ thể thao nhé. Giá bán hợp lý mà là một chiếc xe 1.6 thôi. Phù hợp với mọi người làm taxi dịch vụ hoặc là anh em làm kiếm thêm thu nhập. Hay gia đình mình đi xe nó tiết kiệm nhiên liệu thì nó là đây, là những chiếc xe mà được ưu tiên hàng đầu anh em nhé, ưu tiên hàng đầu chiếc này luôn. Hyundai Elantra. Nếu mà so sánh về Vios 2009 hay là 10 với khuôn tiền này anh em chỉ mua được 2008 bản limo thôi. Nhưng nếu anh em bỏ ra 200 triệu đồng anh em lấy bản này không có limo gì hết anh em nhé. Đấy, 4 kính điện. Đấy. Thì limo thì không có kính quay tay thì người ta phải lâng lên. Con này thì cũng có phiên bản có 2 kính điện đằng trước và 2 kính đằng sau quay tay. Nhưng con này là phiên bản mà cao cấp hơn một chút thì nó 4 kính cửa là không là điện hết rồi anh em nhé. Đấy, không quay tay. Đấy gọi như là bản đủ đấy anh em ạ. Thiếu ở đây là thiếu cái nan răng thôi. Vậy thì anh chị em nào thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền 198 triệu liên hệ em số điện thoại 0326062789. Sở hữu chiếc Hyundai Elantra cực kỳ đẹp này anh em nhé. Đây. Keo chỉ cánh cửa đầu tiên là không mất một phần nào luôn. Cam kết với các bác không mất một phần nào luôn. Zin đét từ hãng mà ra luôn anh em nhìn này.
Tapi cực kỳ sạch đẹp nhé. Đây là một bộ gương, bộ kính chỉnh điện đây, gương chỉnh cơ đây. Đó, ở đây có nút mở cốp nhưng mà chắc nó gãy rồi, anh em nó chế nút mở cốp trên đây. Đây. Cốp điện mà thì chế công tắc điện. Đây anh em nhìn này, cột kèo nguyên zin, cam kết với các bác là nguyên zin luôn, em bóc luôn không có ngại gần gì. Đây anh em nhìn đi, cột kèo nguyên zin đét đẹp luôn, không mất một cái đinh bấm của nhà sản xuất nào nhé, cam kết với các bác là nguyên zin luôn, sơn bên nạ zin luôn anh em nhé, sơn zin luôn đấy. Nhưng mà bên ngoài thì có tỉa toát, còn bên trong này thì zin hết nhé, trong này zin hết này, những cái mép mung này là zin hết theo xe. Đây nó chỉ sất mỗi tí tí này, anh em nhìn thấy không. Đây là vòi vòi ốc bản đề này, ụ nắm cửa này, núm cửa các thứ nguyên hết nhé. Đấy, nội thất rất là đẹp, sạch đẹp. Em thì quay đến đâu quay luôn đấy anh em nhé. Đây là cao su lon này, nội thất cao su lon nó rất là mềm anh em nhìn thấy không, cực kỳ mềm này, rất là mềm và sạch đẹp, nó nguyên bản theo xe, không còn cái gì nữa. Đây chân nỉ nguyên bản theo xe, hơi tờ một chút. Đó, em sẽ bọc ni lông vào cho mọi người, mọi người lấy chiếc này. Đài đóm theo xe, cái bên này sẽ anh em nói về lắp màn hình thì lắp, còn cái vô lăng khâu da rất là đẹp, đẹp và sạch luôn anh em nhìn này, cực kỳ sạch đẹp với chiếc vô lăng khâu da. Đấy, điều hòa kìa. Đấy, đúng bạn điều hòa. Cực kỳ sạch đẹp anh em nhé. Tapno cũng rất là sạch đẹp luôn, không lỗi nhỏ. Đây, cửa rả đóng phình phịch luôn đấy, thực sự là cửa rả nguyên đây, keo chỉ cánh này nguyên zin này. Nếu không zin em khẳng định em sẽ biếu luôn chiếc này, không lấy tiền luôn. Zin đét luôn. Đấy, không hề han mọt một chút nào luôn anh em này. Tất cả những mối hàn, những cái chỗ điểm mà nó hay bị yếu điểm ấy, hay han ấy, nó không han luôn. Đây nhá, cột kèo zin hết nhá. Cho anh em kiểm tra luôn. Đấy. Zin hết không mất phần nào luôn. Ghế rất là sạch đẹp. Đó anh em này. Đây có rách mỗi cái chỗ để nước đằng sau kia thôi. À nó bị tuột thôi, anh em treo lên phát là được. Rất là sạch đẹp nhá, ghế da cũng theo xe. Cực kỳ sạch đẹp luôn. Cửa rả đóng phình phịch luôn anh em ạ. Đấy anh em nhìn này. Đấy, cửa nó khít khít luôn. Đóng phình phịch. Lốp cũng rất rãnh, lốp rất là sâu và mới. Vinalancia, em sẽ mở cửa cái cốp lên cho anh em cùng ngắm nhé. Cốp chiếc này có cái đặc biệt cái là thế này này. Con Vinalancia này nó có hai động cơ, một động cơ là chạy xăng, một động cơ chạy ga. Đấy, khác biệt ở chỗ đấy. Thì cái khác biệt đầu tiên thì em cho anh em xem những cái nút ống ga này. Ống ga đấy, ngày xưa là ống ga nhé. Đấy, ống ga, thiết kế ống ga này. Bên Hàn Quốc thì người ta chạy một cái là ga, hai là chạy bằng xăng. Đấy thì bên Việt Nam mình chỉ chạy bằng xăng thôi, chưa có hệ thống ga nên em cắt ống đi rồi. Đó, keo chỉ cốp này anh em nhìn này. Đấy, zin hết nhá. Zin đét luôn, không mất phần keo chỉ nào luôn. Đấy, tai đèn nó đều nguyên hết, không có mất phần nào luôn. Rất là sạch đẹp. Đó, cửa rả đóng phình phịch. Cốp cùng nguyên zin hết nhá. Đó, tỉa tí sơn ba để chốc rồi. Còn bên trên này nóc lùng là sơn zin hết này. Đó, tai đèn đây cũng là sơn zin hết nhá. Cua lốp không hề mục mọt luôn. Cua lốp không hề mục mọt. Đấy, anh em nhìn đi. Ti giảm sóc đây không thể chảy dầu nhá. Đó. Nhìn rất là dễ, anh em đến khám phá thì trực tiếp thì đây. Quay cho anh em này. Đấy, keo chỉ cánh này không mất một phần nào luôn. Keo chỉ cánh không mất một phần luôn, kính điện. Đây. Đó. Không mất phần nào. Cái ghế thì nỉ cái gì nhỉ? Rồi, cao su lon nguyên zin theo xe. Đây. Cánh này cũng thế này. Keo chỉ không mất một phần nào. Em cam kết các bác là chiếc xe này keo chỉ cánh là không mất một phần nào luôn. Đó. Không biết dây này dây gì đây. Chắc là dây cam nùi cũ hay sao ấy. Mắt kiên gương hay sao ấy. Hay là cái gì đó chạy dây điện đây. Đây. Đăng kiểm tháng 3 năm 2021, biển Hà Nội. Đó ạ. Anh em nhìn này, rất là sạch đẹp. Vinalancia đời 2009. Đấy, giá bán đang là 208 triệu đồng nhé. Đó, nay giảm giá chỉ còn 198 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Vậy thì anh chị em nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này, liên hệ em số điện thoại 0326062789. Đây là khoang nội thất thì em sẽ để lộ chiếc này lên cho anh em cùng. Đấy, để phát ăn ngay nhá anh em. Có máy gầm chất lắm, điều hòa mát buốt, đây, điều hòa đang bật đây. Thì anh em đã cảm nhận thấy được sự rét buốt của nó rồi. Đang mắc AC đây. Nó rất là rét nhá. Thề luôn, điều hòa rét buốt luôn anh em ạ. Đó, đây là phím âm lượng này.
âm lượng của cái đài này thôi. Nhưng bên này anh em về sẽ thay cái đài màn hình, hoặc anh em cứ để mà đài đĩa theo xe này. Có cắm AUX này và đĩa. AUX thì chắc cắm ở dưới khu vực dưới này. Không biết nữa. Đó. Giờ em sẽ đi test cái phần gì nhỉ? Phần khoang máy của chiếc Hyundai Elantra này nhé. À, vâng, đây là khoang máy của chiếc Hyundai Elantra đời 2009 biển Hà Nội đây. Máy nổ rất là êm, không nghe tiếng động luôn. Ôi, khoang máy vô cùng sạch đẹp. Cực kỳ sạch đẹp nhá. Máy nổ êm, động cơ 1.6 xăng tiêu thụ chỉ rơi vào khoảng 6 lít rưỡi trên 100 km mà thôi. Đấy anh em này, không đâm đụng ngập nước, em cam kết biết và dây bán cho anh em. Đó, anh em nhìn đi. Đây này, có chạm một tí vào chỗ thần tai đèn, anh em nhìn thấy không? Đó, đấy, em có nói luôn, không có nói dối khách hàng. Một tí vào tai đèn là thôi, sắt chi còn nguyên, không có vấn đề gì. Đây va vào đây một tí này. Đấy, vào giữa màn hình đây. Đấy, anh em nhìn thấy không? Và bao cam kết cho anh em là không có đâm đụng nặng vào ngập nước nhá. Đó, lỉ cái nhiệt còn nguyên này. Keo chỉ các bộ ung zin này. Đấy. Xe này không mua thì mua xe gì, khẳng định với anh em luôn. Nó rất là sạch đẹp luôn. Máy thì làm gioăng mặt máy khô đét đẹp, không có gì tí keo tí gì nhỉ, tí dầu là nó rỉ ra cả anh em ạ. Điều hòa đét buốt, ống điều hòa đã toát mồ hôi. Đó, như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review xong một chiếc Hyundai Elantra đời 2009 biển Hà Nội. Giá bán chỉ có 198 triệu đồng bao rút hồ sơ. Vậy thì anh chị em có bác nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này, liên hệ em ngay số điện thoại 0326062789. Khẳng định với anh em là đẹp hơn cả Vios anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.